Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube Number Film TV và cùng tán gẫu với cô Dương nha. Nhưng mà đã teasing từ trong những cái clip trước rồi thì hôm nay chính là một cái chiếc vlog đầu tiên. Chúng ta sẽ không review bất kỳ một dòng nước hoa cụ thể nào cả. Mà ngày hôm nay chị em của Dương sẽ cùng với Dương khám phá xem gift set là gì và những lý do chúng ta nên tậu ngay gift set nếu có thể nha. Đầu tiên thì mình sẽ cùng tìm hiểu xem thế nào là gift set. Và để cho mình dễ hình dung hơn, mình dễ mường tượng hơn thì cô Dương đã có chuẩn bị một vài mẫu ví dụ rồi từ những cái nhà thương hiệu rất là nổi tiếng. Đọc sơ qua tôi cũng biết là thương hiệu gì đó cả nhà. Đầu tiên thì mình có một bộ sưu tập gift set replica như thế này của nhà Maison Martin Margiela. Chắc mọi người đã biết cái hãng này rồi đúng không? Thứ hai là Tom Ford Lost Cherry, cực kỳ sang chảnh. Chút nữa có gì trong đây thì mình sẽ cùng đọc sau cả nhà ha. Thứ ba thì mình có Narciso Rodriguez For Her, rất xinh, rất đáng để sở hữu đó cả nhà. Và bên cạnh những cái bộ sưu tập gift set dành cho nữ này thì Dương cũng có thêm một cái gift set dành cho nam luôn, trong trường hợp các anh có đang xem vlog của Dương nữa, nhưng mà nó không như bằng của nữ thôi ha. Đó chính là gift set của nhà Polo Blue Ralph Lauren. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với phần định nghĩa nha. Đầu tiên thì gift set là gì? Thì mình có thể hiểu đơn giản nó là một cái bộ quà tặng thôi. Và trong cái bộ quà tặng này thì nó có đi kèm rất nhiều sản phẩm khác nhau bên cạnh nước hoa. Mình thấy nó rất là đa dạng luôn á. Với nữ thì mình thấy có nước hoa full size đi kèm với mini size, hay là lotion, hay là nước hoa với phụ kiện, nước hoa với son, vân vân và mây mây, rất là nhiều dạng khác nhau. Còn với nam thì mình thường thấy là nước hoa đi kèm với kem kẹo râu cũng có nè, sữa tắm hay là dầu gội cũng có nè, hay lăn khử mùi cũng có nữa. Nhưng mà đó cũng chưa phải là trọng tâm của vlog chính của chúng ta ngày hôm nay, mà chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi sâu vào 5 lý do mà cô Dương cực kỳ ưng ý và phải chia sẻ với chị em ngay. Chúng ta nên mua gift set ngay nên có thể chị em nha. Cái lý do đầu tiên và là cái lý do dễ thấy nhất đó chính là nó rất là hờ so với việc mua một cái chai full size không. Ví dụ như bây giờ mọi người ra cái store cửa hàng đi ha, mọi người so sánh thử cái giá của cái chai full size và một cái gift set như thế này, thì mọi người sẽ thấy là cái giá của cái chai full size thật sự nó không chênh lệch quá nhiều so với cái gift set như thế này đâu. Mà mọi người có thể bỏ thêm một chút xíu tiền nữa thôi, mọi người đã có thể sở hữu thêm hai item khác nhau nữa, vừa có nước hoa full size này, vừa có mini size này, và vừa có cả lotion nữa. Đặc biệt là đối với những cái bạn mà phải đi ra ngoài nhiều, mang theo những cái chai full size to như thế này thì rất là cồng kềnh đúng không? Cho nên cái chai mini size này sẽ thay các bạn làm được điều đó. Và tất nhiên là cái lợi nó không chỉ nằm ở mỗi cái mini size này không cả nhà, mà nó còn nằm ở cái chai lotion này nữa. Đồng thời là cái lý do thứ hai khiến cô Dương cực kỳ mê mẩn gift set. Mà để mình lấy cái chai lotion này ra cho mọi người coi luôn ha. Và thông thường là những cái chai lotion này thì nó cũng sẽ có những cái mùi hương giống với cái mùi hương nước hoa trong cái chai full size đấy. Và khi mình dùng cái chai lotion trong cái gift set này, bên cạnh cái công dụng là dưỡng ẩm hay là làm cho da mình căng bóng mịn màng hơn, thì nó sẽ giúp cho cái mùi hương nước hoa của mình được lưu giữ lại lâu hơn nữa. Như chị em thường có nghe những cái tips hay là những cái cách mà để dùng nước hoa đúng ấy, thì mình nên dùng nước hoa sau khi tắm đúng không? Thì khi đó là cơ thể mình sẽ sạch sẽ hơn, mình cũng thư thái hơn, cái lỗ chân lông trên cơ thể mình nó cũng sẽ nở ra hơn để mình giữ cái phần tử nước hoa lại đấy. Là mọi người thử tưởng tượng nha, mình nghe tới đó thôi là mình đã thấy mình thơm lâu hơn rồi đấy. Nhưng mà mình vừa tắm xong này, mình vừa dưỡng body bằng lotion này, mình còn vừa dùng nước hoa nữa, thì đối với những cái người mà có cơ địa tốt ra, mọi người chắc thơm tới mai luôn đấy. Bởi vì vậy cho nên là có rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng mà mọi người biết như là Bath & Body Works này hay là Victoria's Secret, họ thường rất là hay sản xuất ra những cái combo gift set có cả sữa tắm, dầu gội, body lotion, body mist và nước hoa của cùng một cái mùi, cốt lại là để lưu giữ mùi hương lâu hơn đó cả nhà. Hai cái lý do đầu tiên mà Dương kể đây dành cho những cái gift set nào mà có cả full size này, mini size này và lotion. Vậy thì còn những cái gift set thì như thế nào? Ok, từ trên tay Dương đây chính là gift set Tom Ford Lost Cherry của nhà Tom Ford. Và phần này dành riêng cho các anh mà đang tìm idea để chọn quà cho bạn gái đấy. Thì tất nhiên là Dương cũng hiểu cái tâm lý của các anh trai khi mà tìm quà cho người yêu rất là cực khổ, rất là đắn đo từ rất là nhiều thứ. Bởi vì nữ mình thì có rất là nhiều thứ để muốn mua, như là son, phấn, giày, dép, quần, áo, phụ kiện, vân vân và mây mây. Cho nên là những cái lựa chọn mà an toàn nhất, mà tiện lợi nhất, 2 trong 1 nhất dành cho mấy anh đó chính là một cái gift set vừa
có nước hoa và vừa có son như thế này. Những cái gift set như thế này thì Dương tin chắc là các chị em sẽ rất là thích. Cho nên các anh em ơi, nếu như các anh em đang nghe Dương thì các anh đừng có chần chừ, đừng có tìm quà đó lung tung lung ta nữa, mà hãy tặng theo chiếc gift set này đi. Và trong cái tình huống mà xấu nhất nha, Dương nói là xấu nhất nè, nếu như mà các nàng không có thích cái màu son thì ít nhất là mình còn có cái mùi hương này nó vớt vát, và ngược lại là không thích cái mùi hương thì vẫn còn cái khỏi son này để vớt vát. Nói chung là nó có thể bù qua sớt lại được ấy. Nhưng mà cuối cùng thì cái lời khuyên nho nhỏ của Dương dành cho các anh em là trước khi đi mua quà, đặc biệt là mua son, thì nên hỏi người yêu mình là người yêu mình có thích cái màu son đó không rồi hẳn mua nha. Và trước khi mình đi tới cái lý do thứ ba thì mình phải công nhận một điều, đó chính là thế giới gift set cực kỳ đa dạng, có rất là nhiều dạng mà cô Dương chưa bao giờ được thử. Cho nên là những chị em nào, những anh em nào đã từng dùng qua những cái gift set hay ho thì có thể để lại comment để Dương có thể tham khảo được nha. Và cuối cùng thì tại sao Dương lại nói cái thế giới gift set này nó đa dạng, là bởi vì bên cạnh những cái lotion hay là những cái son thì mình còn có cái sự kết hợp giữa cả nước hoa và cái phụ kiện nữa. Và phụ kiện ở đây thì mình có thể coi là như là khăn tròn tay này, hay là vòng tay, hay là túi, hay là ví xách tay cũng được nữa. Có một cái tin vui dành cho những cô nàng thích sự độc lạ, đó chính là bởi vì những cái chiếc túi hay là những cái phụ kiện mà đi kèm trong gift set thì nó thường thường rất ít khi được bày bán lẻ đấy. Cho nên là bạn phải có cái gift set đó thì bạn mới có cái phụ kiện đó. Cho nên là cái sự đụng hàng thì nó cũng thấp hơn so với việc bạn ra store và mua một cái món hàng. Và nếu như mà mọi người để ý một chút xíu nữa thì cái phụ kiện, nhất là cái túi xách, trong một cái gift set thì nó sẽ có những cái concept này, màu sắc, cách thiết kế, cái tính cách của cái túi xách đó. Nó sẽ có những cái điểm tương đồng với cái mùi hương full size kèm trong cái gift set. Tại bởi vì mang một cái tính khá là khẳng định chủ quyền, hơi tự tôn, hơi độc tôn một chút xíu. Cho nên là những cái gift set mà có nước hoa và phụ kiện nó sẽ hơi hiếm hơn so với những loại gift set thông thường. Cho nên là chị em nào mà thích những cái phụ kiện và nhất là túi xách và ví cầm tay thì nên níu qua cái em gift set này nha. Và cuối cùng khi mà Dương dơ cái collection replica dưới dạng gift set này lên thì chắc mọi người cũng biết lý do rồi đúng không? Nếu như mình muốn thử nhiều mùi hương này, mình muốn thử nguyên một cái collection như thế này nhưng mà kinh phí nó có hạn thì sao? Tất nhiên là nên mua gift set nha. Bởi vì bằng cái việc mua gift set này thì mọi người có thể thử được hết tất cả những cái dòng trong một cái collection. Và sau đó thì mình có thể chọn được một chai mà mình tâm đắc nhất trong cái dòng này, rồi chọn chai đó mua full size thì nó sẽ tiết kiệm hơn và còn chắc chắn hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mọi người mua full size chai đó nhưng mà khi mua về thì cái mùi đó nó không có hợp, mình không có thích cái mùi đó thì nó sẽ cực kỳ tiếc ấy. Tiếc thứ nhất là tiếc tiền, tất nhiên rồi, rất là rõ ràng tiếc tiền. Và cái tiếc thứ hai đó chính là tiếc cái chai nước hoa, bởi vì mua về mà không xài rồi bị bỏ xó là rất là tiếc. Ta-da! Thế là chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu được 5 lý do tại sao mình nên sở hữu một chiếc gift set rồi. Và sau này Nam và Phương sẽ có rất nhiều những vlog với những cái lần đầu như thế này. Nhưng vlog ngày hôm nay là lần đầu mình không review nước hoa mà chỉ nói về những cái chiếc gift set thôi. Cho nên là đừng quên theo dõi những cái chủ đề rất là hấp dẫn mới đang chờ chúng ta bằng cách nhấn like và subscribe channel YouTube Nam Bờ Phương để cùng cập nhật thông tin mới nhất có thể nha cả nhà yêu ơi. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau.